Và sau đó chúng ta sẽ cùng di chuyển về bên showroom để xem báo giá nhanh toàn bộ xe em Quang đang có tại showroom. Và nếu quý chị đang có quan tâm một trong những cái xe nào trong video ngày hôm nay thì hãy nhấc máy liên hệ cho em Quang số điện thoại 0833088882 nha quý chị ha. Rồi, giờ chúng ta sẽ cùng đi vào bên trong xem những cái xe kia nha. Let's go. Đây là Út nha quý anh chị ha. Đấy. Út đang cài xuống số máy xe Volkswagen. Nhắc lại một lần nữa là xe đã nhận cọc rồi nha quý anh chị nha, đã bán rồi ha. Rồi, di chuyển vào trong đây, một số em xe vừa mới về. Thì em quay xin nhắc lại là hiện tại em quay đang không có đeo mic đó, nên là sẽ hơi khó nghe một chút xíu, quý chị thông cảm nha. Em quay sẽ ráng về lọc âm trầm thanh nó hay hơn ha. Rồi đây. Một em Mitsubishi Pajero máy xăng V6 3.0. Rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. À. Xe này thì cũng vừa mới về nha. Đấy. Là đang đợi phút đánh bát nha quý anh chị. Xe này thì để quan chết lại thông tin xe này ha, 7 chỗ, cầm cao, à, máy thoáng mà đã vậy còn máy xăng nữa thì quý anh chị cũng biết rồi. Đi nó rất là thích quý anh chị ạ. À. Con này để quan chết lại thông tin cho quý anh chị. Mình trong quá trình đó mình đi một vòng đi. Đang đợi phút bát lại con xe này. Pajero Sport 3.0 Premium. Đấy. Em này á, là sản xuất 2019 nha, Odo là 78.000 cây, màu trắng, giá và đang chào bán là 695 triệu cho em xe này nha. Ô, bản này là bản Special Edition nè, là sẽ có một cái loa súp ở đằng sau nữa, đúng không? Đúng luôn. Đây bản đặc biệt nha, có cái loa súp ở đằng sau nha quý anh chị ha, một cái loa rất là to. Bản thường thì nó sẽ không có đâu, riêng mỗi bản Special Edition này nó sẽ có một cái loa súp ở đằng sau. Kể cả Mitsubishi cũng vậy. Đó, Mitsubishi cũng có cái dòng Special Edition này. Evander, sorry anh chị. À, Mitsubishi Evander có nha. Rồi, đang đợi phút bát nè. Xe này thì cũng chuẩn bị gần lên rồi. Đây. Cho quý anh chị xem nội thất nha. À, khá là đẹp luôn quý anh chị ơi. Odo là 78.000 cây nha. Đây, nội thất rất là đẹp. Hiện tại thì hơi tối một chút xíu. Có gì xe dọn xong thì em quay sẽ quay chi tiết một lần nữa cho quý anh chị xem ha. Ghế da nè, siêu đẹp nè. Ấy quá đẹp luôn. Đây là đất nha anh chị. Đất ơi, hello mọi người đó. Hello mọi người. Đang đợi làm gì ạ? Ngủ à? Đi làm ngủ không? Bắt quả tang rồi nha. Cho lên sóng. Cho lên sóng nha. Rồi, cho quý anh chị xem hàng ghế sau. Đây là băng ghế sau nha. Đây. Băng ghế sau đây. Ở 7 chỗ rộng rãi, cửa gió đằng trước đằng sau đầy đủ luôn. Đây, cửa gió sau cùng cũng có luôn nè quý anh chị. Đó, quá đã luôn. Đèn đuốc đồ này nọ, nói chung em này đi rất là ngon. Có sàn 5D luôn nha quý anh chị. Đã được trải sàn 5D luôn. Đó, mâm phay khá là đẹp. Đây, có ốp cua, cảm biến trước sau. Đấy, quá đã. Rồi thì xe này đợi dọn xong thì em Quang sẽ quay một lần nữa cho quý anh chị xem ha. Đấy, xin nhắc lại đây là Mitsubishi Pajero Sport V6 3.0 bản Special Edition. Có cái loa súp ở đằng sau ha. Đấy, 2019 Odo 7 vạn và giá em Quang đang chào bán là 695 triệu cho em xe này ha. Rất là rẻ nha. Nói V6 3.0 vậy thôi chứ đi rất là tiết kiệm nha quý anh chị. Đấy, quá đẹp, quá hầm hố luôn quý anh chị à. 3.0 Premium ha. Đấy. Rồi chúng ta sẽ di chuyển và bắt đầu một chút xíu. Chúng ta sẽ có một vài em xe để coi. Những cái xe này, những cái xe ông anh em quan chơi nè. Pride, Toyota, Toyota gì không phải Pride nhầm rồi, Toyota gì á mà có cái loa đằng sau nghe đã lắm. Một con 2 lít 2 cửa nè, Toyota 2 lít 2 cửa. Mua mấy con này về dọn lại thì đẹp hết bài luôn quý anh chị à. Em quan là đạt chuẩn làm bảo hiểm bảo dưỡng luôn nha, làm bảo hiểm nha quý anh chị nào mà có nhu cầu làm bảo hiểm mang xe tới đây, quay sẽ làm bảo hiểm cho quý anh chị ha. Đây mệt biết đồ khách người ta đem qua bảo dưỡng nè. Đấy, mấy con mệt này, con này là bảo dưỡng cấp lớn nè, con kia bảo dưỡng cấp trung hả, cấp trung cấp lớn vậy không rõ nữa. Xe này thì khách người ta mới mang qua. Rồi đây một em Hyundai Santa Fe, đây là máy xăng bản Premium 2022 nha quý anh chị. Em này thì Odo là 5 vạn nha. Xe thì có một vài vết xước nhỏ nhỏ đang đợi làm bảo hiểm nha. Đây,
cho quý anh chị xem luôn, đang làm bảo hiểm. Xe không có tai nạn gì hết nha, sơn dặm thì chắc chắn phải có rồi. Về là em Quang sẽ cho xử lý bảo hiểm lại nè. Đây nó một cái vết móp nhẹ nhẹ nè. Cái này thì gò lại à. Nếu như mà nó bị lệch màu bong chóc sơn thì sẽ sơn lại ha. Đây cho quý anh chị xem tình trạng đang khoanh phấn luôn nè. Đâu rồi? Cái này là mình đang làm bảo hiểm nha quý anh chị. Đây một cái vết xước. Cái này xước thôi, không có bị móp. Cái này xước thôi ha. Xước thôi. Đây, cản sau thì chắc chắn là phải có dặm rồi. Cản sau là có dặm nha. Đây, nó bị xước ngay chỗ này nè. Dặm lại một cái mảng này. Dặm lại thì nó sẽ rất là đẹp nha. Nói chung là quý chị yên tâm, xe em Quang bán ra cho quý anh chị là đã dọn cho quý anh chị detailing spa 4 món nội thất ngoại thất, gầm máy, quý anh chị mua về không cần phải làm gì cả. Nha, đổ nhiên liệu và là chạy thôi. Đây xe rất là đẹp luôn. Đó. Chỉ có dặm bên phía bên kia thôi. Ở bên kia phía bên kia khó canh thì dặm là chuyện bình thường. Cái cản cũng vậy, ở đằng trước nè. Cản là không có nè, nhưng mà trên đây thì có nè. Đây. Như móng tay vậy quý anh chị à, nó như móng tay vậy nè, thấy không? Đấy. Bây giờ dạ. Em này hiện Quang đang chào bán với mức giá là 1.045.000.000 nha. 2022 Odo 5 vạn Sun Premium nha. Quý anh chị nào mà muốn, em Quang có một con đẹp hơn 7.000 cây màu trắng đang nằm ở bên xưởng á, chút nữa mình sẽ qua đó mình xem. Con đó thì giá nó căng hơn một chút xíu, 1.085.000. Nhưng mà quý anh chị lên xem xe thì em Quang còn ra lọc cho quý anh chị ha. Rồi mình sẽ xem nội thất cái xe này đi. Xe quay thật hết, xe em Quang là bảo đảm cho quý anh chị không lỗi. Xước xé thì chắc chắn là phải có, xe đã qua sử dụng mà. Về nhưng mà quan trọng là em Quang xử lý cực kỳ đẹp cho quý anh chị. Đổ nhiên liệu và là chạy rồi. Đây, màn hình còn siêu nè. Odo 56.000 cây nè. Nhìn cái xe này á, nói 56.000 cây nhưng mà nhìn nội thất cứ như là 5.600 cây vậy, rất là đẹp quý anh chị à. Có hút kính loa Hamakadon nè, đầy đủ hết luôn. Đấy, quá đã ha. Rồi đây, băng ghế sau. Rất là đẹp. Đấy, đã chưa? Cửa sổ trời panorama toàn cảnh luôn quý anh chị à. Đấy, có rèm che nắng luôn. Em này thì khá là hợp lý. Khá là ok. Đó, quý chị còn chần chờ gì nữa mà không sở hữu ngay. Quý anh chị yên tâm. Lên xem xe mộc luôn. Đó, quay cho quý anh chị xe mộc ha. Trong tình trạng gọi là như thế nào để như vậy cho quý anh chị xem. Đấy, một số quý anh chị lại rất là thích xem xe mộc thì đây xe mộc của quý anh chị ha. Xe dọn xong sẽ quay một lần nữa cho quý anh chị ha. Còn quý anh chị nào mà lên xem xe chốt rồi thì coi như mấy anh chị sau đợi xe thì bị mất lượt. Đấy, đợi xe sau. Nói chung là những cái con Santa Fe này quay về cũng khá là nhiều. Rồi thì quay xén lại, đây là Hyundai Santa Fe Sun Premium 2022 Odo 5 vạn 56.000. Giá quay đang chào bán là 1.045.000.000 cho em xe này nha. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ cùng đi thêm một vòng nữa coi có xe nào nữa không. Ford Focus của ông anh trong chỗ làm nè. Xe này thì không phải là xe của bên em Quang nhưng mà bán hộ nha. Giá là 235.000.000, xe 2013, Odo hơn 100.000 một chút xíu. Đây, rất là đẹp nha, Ford Focus, máy 1.8 nha quý anh chị. Đi rất là ngon, đầm chắc. Và chúng ta sẽ di chuyển ra ngoài đây đi, để xem coi có xe nào không. Đây, để mình di chuyển ra ngoài coi còn xe nào không ha. Thì có xe nào thì Quang sẽ quay thêm cho quý anh chị. À đây, bên trong đây có một con Audi quý anh chị à. Audi A8, xe này thì đang đợi dọn. Xe này đang đợi lấy phụ kiện về dọn ha. Đây, Audi A8 1.150.000.000. Đấy, sản xuất em này là 2017 gì vậy, 15 hay 17 gì đó. Thì để Quang để lại cái thông tin ở phía bên dưới phần bình luận cho quý anh chị ha. Rất là đẹp xe này, thì Quang cũng đã quay chi tiết rồi. Có video chi tiết riêng em xe này luôn. Đấy, xe này thì màu đen nhám khá là đẹp. Đấy, giá là 1.150.000.000. Rất là rẻ, ngày xưa mua mới phải đâu đó là khoảng 4 tỷ mấy. Em này là V6 3.0 nha, không phải là 4.8 nha. Cái này nó sẽ có hai bản 3.0 và 4.8, em này chỉ là 3.0 thôi. Luxury có cửa hít. Đấy, rất là đẹp luôn, 1.150.000.000. À, quý anh chị xem trong cái video em Quang quay cái xe riêng chi tiết xe này á thì nó sẽ chi tiết hơn. Ở trong đây nó hơi tối nên là hơi khó quay. Resida. À, Resida nè. Cực đẹp, zin 100% ha. Nói chung là mọi thứ là zin hết. Còn về sơn si của em xe này á là khoảng 90%, nói chung là sơn cũng là sơn zin luôn. Chưa có sơn dặm chỗ nào cả. Móp miết đồ tem là của zin theo xe hết ha. Có 4 cái lớp thì là thay rồi nè. Bản này là bản đặc biệt nên là ở trong cái cốp nó cũng sẽ có một cái hộp lạnh nha. Hộp lạnh chứ không phải là hộp làm mát nha quý anh chị. Rất là nhiều quý anh chị nhầm lẫn giữa hộp lạnh và hộp làm mát nha. Quý anh chị xem cái hộp nó ghi chữ cooling box nè. Cooling, cool là lạnh đó.
đấy. Còn cái hộp mà nó làm máy nó sẽ khác, nó sẽ không lạnh nha. Còn hộp này là hộp lạnh luôn đấy. Và nội thất của cái xe này nó là màu đỏ, mọi thứ là hầu như là nguyên bản hết luôn đấy, chưa đụng chạm gì. Nói chung xe khá là đẹp. Giá ngoài đang chào bán là 185 triệu cho em xe này, năm 1996 nha. Đời nổ một phát ăn luôn nha quý anh chị, xe rất là nhẹ nhàng, quá đã ha. Còn đây là những cái xe khách người ta làm, à, những cái xe khách người ta làm xong rồi đang đợi giao đây, và những cái xe đang đợi làm, đang đợi đơn để vô làm đó quý anh chị, làm bảo dưỡng bảo hiểm đồ. Xe này thì đang đợi đi đăng ký, tháo biển số rồi đang đợi đi đăng ký ha. Volkswagen Tiguan bán rồi nè đấy, cập nhật nữa đây. Mazda 2 cũng đã bán rồi, hatchback là đã bán rồi ha. Sedan thì đang nằm ở bên showroom khác. Mazda 2 ngoan có hai con sedan và hatchback bản premium, thì con hatchback này đã nhận cọc hồi hôm chủ nhật. Cặp vợ chồng rất là dễ thương, lên chốt xe rất là nhanh. À, quý anh chị nào mà đang tìm Mazda 2 hatchback thì đợi xe sau nha. Còn một em sedan nữa, quý anh chị nào mà muốn thì em quay lấy xe về cho quý anh chị xem ha. Đấy, khá là đẹp. Còn xe này thì không biết là xe của ai nha, đậu giữa. Nói chung là không phải xe của mình, không quay ha. Rồi bây giờ em quay sẽ mời quý vị cùng về bên showroom để xem dàn xe em quay đang có bên đó, và cũng như là để xem coi có xe nào mà vừa mới lên showroom ấy, thì em quay sẽ quay chi tiết cho quý anh chị xem ha. Chúng ta cùng đi về bên đó thôi. Let's go. Rồi ok quý anh chị ơi, thì hiện tại em quay đang có mặt tại showroom nha. Quý anh chị nào mà đang quan tâm một trong những cái xe nào trong video này thì cứ nhấc máy lên liên hệ với em quay nha. Em quay sẽ báo giá nhanh toàn bộ xe đang có tại showroom cho quý anh chị xem nha. Và nếu như quý anh chị nào mà đang có quan tâm một trong những cái xe nào, có thể đến thẳng showroom của em quay ha. Địa chỉ là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh nha. Đến và xem xe. Xe thì những quý anh chị nào mà ở xa, tin tưởng là thuận quay giao xe xăm ba tỉnh thành cho quý anh chị luôn. Rồi, ok quý anh chị ha. Và chắc là để cho quý vị không mất thời gian nữa thì sẽ mời quý anh chị cùng vào báo giá nhanh toàn bộ xe đang có tại showroom nha. Let's go. Quý anh chị đang tìm cho mình một em xe MPV cỡ lớn mà giá rẻ dưới 1 tỷ thì đây là một trong những sự chọn hợp lý dành cho quý anh chị. Hyundai Pustin 2023 Odo 17.000 cây, phiên bản 2.0 Turbo rất là đẹp nha quý anh chị. Và giá ngoài đang chào bán hơn 900 triệu một chút xíu thôi nha. Xe đồ sộ nước sơn màu trắng khá là đẹp nha quý anh chị ha. Đấy, rồi rộng rãi thoải mái nha, 7 chỗ nha. Đấy, MPV cỡ lớn, cửa lùa đàng hoàng luôn nha. Đấy, giá thì chỉ hơn 900 một chút xíu thôi. Thì chút nữa sẽ bật mấy giá cho quý anh chị ha. Đây là hàng ghế sau, ghế chỉnh điện nè, rồi cửa điện nè, ra vào rồi này nọ, có luôn cả ghi nhớ vị trí ghế lái cho hai ghế sau luôn. Sau đó chị ghi nhớ vị trí ghế thôi chứ không có ghi nhớ vị trí ghế lái nha. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh cho hàng đằng sau và cửa trước đây. Cửa trước thì mình có thể mở được nhưng cửa sau là cửa chết nha quý anh chị, mình không thể mở được nha. Sàn đã được chủ người ta trang bị sàn 5D luôn. Rồi đây là vị trí ghế tài. Khi mà mình mở cửa ra, ghi nhớ vị trí ghế tài sẽ tự lùi lại để cho chúng ta dễ dàng vào bên trong hơn ha. Vô lăng thì rất là khá là giống Custin với lại Creta ha. Đây, có ga tự động nè, có những cái tính năng an toàn như là phanh khẩn cấp đồ. À quý chị nhìn thấy ha. Đấy. Rồi giữ làn đường, lẫy số vô lăng, auto đèn, auto gạt mưa. Odo là 17.600 cây, màn hình là được thiết kế để dọc. Đấy. Có luôn cả ga tự động đây. Sạc pin không dây đây. Đấy. Số siết đồ này nọ nhìn khá là giống Santa Fe nha. Này, phanh tay điện tử auto hold driver mode là, em qua nhớ không lầm là 4 chế độ lái driver mode nha quý anh chị. Rồi, ok quý anh chị thì chắc là em quay xin phép đọc lại thông tin xe này cho quý anh chị ha. Lốp lý rồi còn khá là mới nha quý anh chị ha. Hyundai Custin 2.0 Turbo 2023 Odo 17.000 cây và đang được em quay chào bán với mức giá là 910 triệu cho em xe này nha. Ford Everest Titanium máy dầu một cầu nhưng mà lại có bi turbo quý anh chị à. Lý do tại sao như vậy? Bởi vì em này là xe sản xuất lô cuối cùng của cái form dáng này, là xe 2022 nha quý anh chị. Đấy, là khi mà đổi qua cái form mới thì sẽ còn sót lại những thứ như là bi turbo nè, Euro 5.2 nè, thì những cái con xe một cầu lại là những con xe được thừa hưởng những cái công nghệ trên bản hai cầu. Bi turbo và Euro 5.2 chỉ có trên hai cầu thôi, nhưng mà cái form cuối cùng và một cầu cuối cùng, lô cuối cùng sẽ sở hữu được bi turbo và Euro 5.2 nha. Xe 2022 nha. Đây, bi turbo nè. Còn mình muốn biết được Euro 5.2 đó chính là mình xem ở đây. Đây, quý anh chị thấy chưa? Diesel
à, nắp dầu ha, nhưng mà lại có một cái bình áp lưu, bình dung dịch hòa tan đốt khói đen nha quý anh chị. À, em xe này em quay hay nói vui đó chính là một trong những em xe được thừa hưởng những cái thứ tinh túy nhất còn sót lại của nhà Ford Everest trong form dáng này ha. Đấy, Ford Everest Titanium, mái dầu một cầu 2022 B-Turbo, giá mà đang chào bán chỉ hơn 1 tỷ thôi, chính xác là 1 tỷ 015 triệu. Và quý anh chị nào mà đang quan tâm cái xe này, em quay sẽ ra lọc cho quý anh chị 5 triệu nha. Đây, ghế da nè, khá là đẹp nè quý anh chị ơi. Em này ô đô chỉ mới có 56.000 cây thôi, chủ người ta đi rất là kỹ nha. Ga tự động nè, ô tô đèn nè, đấy quý trẻ chưa, đầy đủ hết mọi công nghệ luôn. Ô đô là 56.000 cây đấy, có luôn cả camera hành trình 7 chỗ, gầm cao, máy thoái, mà còn máy dầu, mà còn có luôn cả bình áp lưu hòa tan dung dịch đốt khói đen nữa, thì đây là một trong những sự chọn hợp lý dành cho quý anh chị nha. Ở đây quý chị cũng nhìn thấy là có một cái cổng sạc 230V để giúp cho quý anh chị khi mà đi xa sẽ có điện gia dụng để mình sử dụng nha. Rồi, ok quý anh chị, thì em quay xin nhắc lại, đây là Ford Everest Titanium, máy dầu một cầu B-Turbo 2022, đấy, ô đô 5 vạn, và đang được em quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 015 triệu cho em xe này. Và trong video ngày hôm nay em quay giảm cho quý anh chị 5 triệu là còn 1 tỷ 010 triệu nha. Honda City RS sản xuất 2022 nha quý anh chị. Và đặc biệt em xe này ô đô chỉ mới có 6.000 cây thôi quý anh chị à. Và em xe này đã được em quan chào bán với mức giá chỉ hơn 500 một chút xíu thôi. Chính xác đó chính là 505 triệu nha. Và trong video ngày hôm nay ra lọc em này cho quý anh chị 5 triệu là còn chỉ có 500 triệu cho em xe này thôi. Ô đô 6.000 cây. Đấy, Honda City RS 2022 đàng hoàng nha quý anh chị. Nội thất bên trong đây, ga tự động nè. Đấy, màn hình to bự nè. Này, quý anh chị chưa? Công nghệ được rất là nhiều, nút đề startup, lẫy số vô lăng nè, ghế da đường chỉ đỏ nè, ghế da có nỉ nữa ha. Mức độ tiêu hao nhiên liệu đây 5.6 lít cho 100 cây. Em này thì mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng khá là từ tốn nha quý anh chị. Hàng ghế sau nè, ghế da siêu đẹp, có luôn cả cửa gió sau nha. Thì đây cũng là một trong những cái điểm rất là hay so với lại form cũ. Form cũ của nhà Honda City không có cửa gió sau, nhưng mà lên form mới là có nha quý anh chị ha. Rồi thì em quay sáng lại đây, Honda City RS 2022 nè. Đấy quý chị thấy chưa? Giá là 505 triệu và trong video ngày hôm nay em quan giảm cho quý anh chị 5 triệu nha, là còn 500 triệu thôi. Đấy, Odo 6.000 cây cho em xe này nha. Quý anh chị nào mà quan tâm thì nhấc máy liên hệ cho em quan, em quan sẽ gửi full thông tin chi tiết hình ảnh cho quý anh chị nha. Honda CR-V sản xuất 2020 nhưng mà lại có Sensin, mà giá còn rẻ nữa quý anh chị, 785 triệu cho em xe này. Lý do tại sao lại rẻ như vậy? Bởi vì đây là Honda CR-V Sensin phiên bản G. Thì quý anh chị có thể nhìn thấy đó chính là trên nóc của chúng ta sẽ không có cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha. Thì cái giá thành nó sẽ rẻ hơn nha quý anh chị ha. 785 triệu mà sở hữu ngay cho mình được một em Honda CR-V Sensin 2020 Việt Nam như thế này, thì đây cũng là một trong những món đồ mà món em xe nên rước về ha. Giá khá là hợp lý luôn ha quý anh chị. Chỉ mất đi cái cửa sổ trời thôi và một số công nghệ nho nhỏ bên trong thôi, vẫn có Sensin, vẫn có tính năng an toàn nha, mà giá lại tiết kiệm đâu đó là khoảng 200 triệu, khoảng 100 triệu so với lại bản L. Đấy, tiết kiệm hơn 100 triệu nha quý anh chị. Đây, mức độ tiêu hao nhiên liệu đây, 6.9 lít cho 100 cây thôi quý anh chị à. Em này vẫn sở hữu khối động cơ 1.5 à quý anh chị ha. Đấy, quý anh chị nhìn thấy nha, chủ người ta đi cái xe khá là đẹp luôn. Hàng ghế sau hơi tối, hàng ghế trước đây cho quý anh chị xem. 7 chỗ thì em này tuy là 7 5 cộng 2, nhưng mà hai hàng ghế sau thì quay cũng nói thật với quý anh chị là ngồi khá là ok, nó cũng không đến nỗi là chật nha. Và em xe này cũng là một trong những xe mà được rất là nhiều anh em mua bán xe kinh doanh đã qua sử dụng để đi xem xe, bởi vì nó ngồi rộng rãi nè, đi ngon nè, và tiết kiệm nhiên liệu nữa, đi xem xe đỡ quý anh chị à. Đây, ghế chỉnh điện luôn, bản G là bản giữa nên là công nghệ cũng vẫn chưa gọi là thiếu lắm nha quý anh chị ha. Vẫn có màn hình, vẫn có ga tự động, phanh khẩn cấp, đồ Sensin nè quý anh chị ơi. Đấy, quý anh chị nhìn thấy ha, cảnh báo lệch làng nè, trần thì là trần không có cửa sổ trời panorama nha. Nhưng mà như vậy thì nó cũng là một trong những cái nhược điểm, nó sẽ giúp cho, nó sẽ khiến cho cái xe của chúng ta là không có hiện đại, nhưng mà đổi lại khi mà quý anh chị đậu ngoài trời nó cũng sẽ đỡ nắng, đỡ nóng hơn so với là những cái xe có cửa sổ trời panorama toàn cảnh ha, bởi vì nó sẽ hắt nắng vô nhiều hơn là so với những cái xe mà trần kính như thế này nha. Rồi ok quý anh chị, thì quay xuống lại, đây là Honda CR-V phiên bản G Sensin 2020 Odo 5 vạn, và giá quan đang chào bán với mức giá là, à sao quý anh chị,
Odo 7 vạn và giá mình đang chào bán với mức giá là 785 triệu trên xe này. Độc lạ Mazda CX-5 2022, chủ người ta đi 52.000 cây nhưng mà nhìn cứ như là 5.200 cây vậy quý anh chị à. Lý do tại sao? Quý chị nhìn bộ nước sơn đây. Sơn này nha, chủ người ta vừa mới lấy xe về là người ta quáp lên một cái bộ đề can xám xi măng cực kỳ đẹp và kim quang lột ra quý chị nhìn đây. Sơn zin hoàn toàn luôn, cực kỳ đẹp luôn. À, quá đẹp, đi tới đâu bóng tới đó ha. Nói chung sơn dặm thì chắc chắn là cũng phải có sơn dặm rồi, sơn dặm nhẹ vài chỗ thôi. Nhưng mà quý chị nhìn đi, sơn xi bóng lưỡng luôn. Và giá quay đang chào bán cho em xe này chỉ hơn 700 một chút xíu thôi nha. Đó, chính là 710 triệu cho một em Mazda CX-5 phiên bản Deluxe. Đấy, sản xuất 2022, Odo là 52.000 cây nha quý anh chị. Đấy, giá 710 triệu cho em xe này nha. Đây là bên trong khoang ghế tài. À, quý chị nhìn khoang ghế tài đây, cực kỳ đẹp, ghế chỉnh điện luôn. Bản Deluxe nhưng mà công nghệ khá là nhiều nha. Tuy là bản thiếu nhưng mà công nghệ rất là nhiều. Đấy, quý chị nhìn thấy nè. Đấy, có ga tự động nha, auto đèn, auto gạt mưa, có cửa sổ trời luôn. Thiếu thì ở đây thiếu một vài tính năng nho nhỏ thôi, như là những cái tính năng an toàn nè, rồi hút kính nè, la boost. Đấy, những cái tính năng nho nhỏ đó thôi nha quý anh chị ha. Còn đây là hàng ghế sau. Đây hàng ghế sau đây. Đây quý chị nhìn thấy nè, mình có thể gặp lại hàng ghế giữa ha, để mình đưa tay ra sau lấy đồ nè. Đây, gặp riêng luôn. Đó, này là kiểu 424 nha quý anh chị. 424 nè, đây mình sẽ đẩy mạnh lên ha. Em quan đẩy yếu á nên là nó chưa có vô cái ngàm. Đấy. Ghế cực kỳ đẹp nè. Rồi, cửa gió đằng sau nè. Đây, da đây, da là da cao cấp thôi ha. Tức là quý anh chị mà muốn bản da nắp ba thì quý anh chị mua bản Signature thì nó sẽ là da nắp ba nha. Đây, viền chrome ở dán phim 3M luôn. Rồi, quý vị nhìn sơn xi đây, rất là đẹp nha. Đấy, sơn dặm thì cản trước cản sau thì có nhẹ một vài chỗ, ít ít nhỏ nhỏ rồi cũng không nhiều đâu quý anh chị à. Rồi, một quan trọng là những cái sơn xi khá là đẹp. Quý chị nhìn sơn là bóng lưỡng luôn, rất là đẹp nha. 52.000 cây nhưng mà nhìn cứ như là 5.200 cây vậy á. Rồi, thì em qua xem lại, đây là Mazda CX-5 bản Deluxe 2022. Odo 52.000 cây, giá mình đang chào bán là 710 triệu cho em xe này nha. Mazda CX-5 bản Luxury 2021, Odo 69.000 cây nha quý anh chị. Màu xanh Kawasaki rất là đẹp. Và giá mình đang chào bán cho em xe này chỉ có 725 triệu cho em xe này thôi. Đây, em sẽ đi một vòng cho quý anh chị xem xe nó được chủ người ta trang bị bệ bước nha. Đấy, về phần sơn xi thì quý chị nhìn thấy rồi đấy, khá là đẹp ha. À, có cảm biến lùi, có cam lùi đầy đủ hết nha quý anh chị ha. Đấy, dễ chưa, xe rất là đẹp luôn. Rồi, em sẽ vào bên trong nội thất cho quý anh chị xem đây. Về bên trong khoang ghế tài đây, bản Luxury thì ghế của chúng ta vẫn còn là ghế cao cấp luôn ha. Đây, điểm khác biệt tiếp theo đó chính là xe được sở hữu âm thanh giải trí La Boost so với là bản Deluxe ha quý anh chị. Đấy, và có màn hình nè. Đấy, có ga tự động nè, auto đèn, auto gạt mưa nè. Rồi, đây, mọi thứ vẫn còn đầy đủ hết nè quý anh chị ơi. Camera hành trình nè. Đấy, màn hình nè. Đấy, em này khá là ok nha. Có cả cửa sổ trời luôn. Bản Deluxe có cửa sổ trời thì chắc chắn là bản Luxury không thể nào thiếu nha quý anh chị. Rồi, đây là hàng ghế sau ha. Hàng ghế sau này mình cũng có thể kéo được cái phần ghế này. Ghế được thiết kế là 424 nha quý anh chị. Thì cái phần giữa này mình có thể kéo cho nó gặp ngã riêng được ha. Rồi, có luôn cả cửa gió đằng sau luôn nha quý anh chị ha. Rồi đây. Rồi quý chị nhìn thấy nè, sàn là sàn 5D luôn nha. Rồi, ok quý anh chị, thì chắc là quay xin nhắc lại. Đây là Mazda CX-5 bản Luxury, sản xuất 2021 nha quý anh chị. Đấy, Odo em này là 69.000 cây và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 725 triệu cho em xe này. Và quý anh chị nào đang quan tâm xe này, Quang sẽ ra lọc cho quý anh chị 5 triệu nha, là còn 720 triệu nha. Lên xem xe còn ra lọc may mắn thêm cho quý anh chị ha. Mazda CX-8 mà lại có cửa sổ trời quý anh chị à. Giấc mơ này đã trở thành hiện thực ha. Đây, trước mắt quý anh chị một em Mazda CX-8 bản Premium 2 cầu 2024. Odo em này chỉ mới có 21.000 cây thôi quý anh chị ơi, màu trắng rất là đẹp luôn nha. Đấy, chào quý anh chị xem luôn. Đấy, và em xe này đã được em Quang chào bán với mức giá là chưa tới 1 tỷ mốt nha quý anh chị. Giá chính xác là 1 tỷ 075 triệu cho em xe này nha. Có cảm biến trước sau nha. Có camera 360 luôn quý anh chị à. Mâm đây. Đấy, lớp Toyo nè quý anh chị ơi, cực kỳ mới nha, 21.000 cây. À, có bệ bước luôn.
giúp cho các chị em, cô chú lớn tuổi dễ dàng bước vào bên trong xe nè. Gương gạch chỉnh điện nè, tích hợp xi nhan báo rẽ, cam 360 nè, cảnh báo điểm mù nè, dán phim cách nhiệt luôn quý anh chị à. Đây, lớp sau đây quý anh chị ơi. Đấy, ba được sóc thì liền lại hết nha. Đấy, có cảm biến lùi, có cam lùi nha. Xin nhắc lại với quý anh chị, đây là bản hai cầu nha quý anh chị. Được cái là cái phong mới này của chúng ta sẽ cải tiến lại được khối động cơ Sky Actiga Premium hai cầu. Đấy, bản cao nhất luôn. Đấy, có cửa sổ trời, cực kỳ đẹp. Vừa rồi là đi một vòng cho quý anh chị xem sơn si của xe này ha. Đấy, quá đẹp luôn. Rồi, DIY sẽ cho quý anh chị xem bên trong khoang nội thất ha. Thì trước khi mình vào, mình sẽ cùng xem cái đăng kiểm của xe tháng 3 2027 và phía bảo trì đường bộ là tháng 3 2025 nha. Đấy, vị trí ghế chủ tịch đây quý anh chị à. Đấy, quá đã. Ghế da là da nắp ba luôn nha quý anh chị. Có cả làm sửa ghế cho hai ghế sau luôn nè. Đấy, sàn nè, sàn chủ người ta rất là kỹ, người ta lót một cái sàn kata rồi nè, mà người ta còn lên thêm một cái sàn nghỉ nữa. Đấy, rất là sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh nha quý anh chị. Xe thì có cả rèm che nắng luôn ha. Và ngoài ra thì cái xe này cũng có cả âm thanh giải trí lap Bose. Đây cũng là một trong những cái mà ngoài rất là thích trên cái xe này nha quý anh chị ha. Xe này á, nói chung là về mọi thứ làm rất là đẹp nha quý anh chị. Đấy, 7 chỗ luôn, mà chỉ bỏ cái là cái băng ghế sau là ngồi nó hơi chật thôi. Khuyến khích dành cho những anh chị em cao 1m6 đổ về ngồi sẽ rất là hợp lý nha. Có cốp điện luôn nha quý anh chị ha. Ghế phụ chỉnh điện luôn. Đấy, có luôn cả siêu đây. Ở nút đề startup nè, vô lăng cần số đồ còn khá là được ha. Đấy, quý anh chị nhìn đây, em sẽ đi di chuyển qua bên ghế tài cho quý anh chị xem. Có hút kính luôn, có cửa sổ trời. Đấy, Mazda CX-8 này là có cửa sổ trời. Đấy, đã cho quý anh chị. Đây, ghế da nắp ba đây, ghi nhớ vị trí ghế lái nè. Đấy, bảo dưỡng đầy đủ hết nha. Đấy, nhắc nhở lần tiếp theo nè, 21.000 cây. À, em này là đang là chưa nha, chưa đi bảo dưỡng đúng không ta. Đấy, cái này là cũng đang 21.000 cây rồi. Đây, bệ tì tay là vẫn còn siêu. Xe này của chúng ta thì có luôn cả những cái tính năng an toàn như là giữ khoảng cách với xe đằng trước ha. Và có cả phanh khẩn cấp luôn. Này có cả tính năng là cảnh báo lệch làn nhưng mà vẫn chưa có giữ làn đường nha quý anh chị. Hoặc là nếu mà có thì có thể là nó sẽ nằm ở trong. Em Quang không có biết, quý anh chị nào mà làm bên hãng biết thì để lại phần bình luận cho em Quang nha. Rồi có cả tính năng hỗ trợ đi upright nữa ha quý anh chị ha. Ở đây thì chúng ta có một cái cửa sổ trời. Đấy, âm thanh giải trí là Bose rồi hút kính đồ. Nói chung là khá là đẹp nha quý anh chị. Rồi ok, thì em Quang xin nhắc lại, đây là Mazda CX-8 bản Premium 2024 ha. Đấy, odo 21.000 cây và đang được em Quang chào bán với mức giá là 1.075.000.000 cho em xe này nha. Mazda CX-8 bản Luxury 2022 odo 5 vạn và đang được em Quang chào bán với mức giá chưa tới 800.000.000 quý anh chị à, 795.000.000 cho em xe này. Xe được sở hữu nước sơn màu đen, đây liền lạc từ trước ra đằng sau, còn ca may kim tuyến nè quý anh chị ơi. Đây quý anh chị nhìn thấy ha, rất là đẹp luôn, Luxury nha. Đây, cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ ha. Sử dụng khối động cơ 2.5 Sky Acti Technology. Đấy, quý chị nhìn nha, rất là đẹp. Nói chung là về cái dòng Mazda CX-8 này thì đi rất là sướng luôn quý anh chị ạ. À, đi rất là sướng ha. Và làm mọi thứ rất là tỉ mỉ luôn nha. Đấy, tuy là bản Luxury nhưng mà hiện tại xe của chúng ta vẫn chưa có Labu nha quý anh chị. Labu. Đây, ghế thì nhưng mà ghế là ghế có ghi nhớ vị trí ghế lái nha. Đây, ghế chỉnh điện nè, ghế nè, da nè. Da thì khá là da sờ và khá là giống da nắp 3, nhưng mà quan hỏi mấy anh em thì mấy anh em nói đây là da cao cấp thôi chứ không phải là da cấp da nắp 3 nha quý anh chị ha. Rồi. Đây. Quý anh chị nhìn đây. Phanh tay điện tử auto horn, số siết đồ này nọ nè. Đây, quý anh chị nhìn nè, mọi thứ vẫn còn hiển thị đầy đủ hết, không bị bong chóc gì hết ha. Tuy là 5 vạn nhưng mà chủ người ta đi rất là kỹ nha. Có ga tự động, có auto đèn, auto gạt mưa, có hút kính luôn. Đây, hút kính sẽ nằm ngay đây ha. Rồi. Và có luôn cả camera cặp lề và màn hình Bluetooth nè. Đấy, quý trẻ chưa, chủ người ta đi rất là kỹ. Có luôn cả camera hành trình nha quý anh chị ha. Rồi ok quý anh chị, thì hôm nay xin nhắc lại, đây là Mazda CX-8 bản Luxury sản xuất 2022 odo 5 vạn và đang được em Quang chào bán với mức giá là 795.000.000 cho em xe này. Và quý chị nào mà đang quan tâm cái xe này thì hôm nay sẽ ra lọc cho quý anh chị 5.000.000 là còn 790.000.000 cho em xe này nha. Mini Cooper sản xuất 2021 nha quý anh chị.
Odo em này chỉ mới có 15.000 cây thôi. Màu xanh đen khá là đẹp ha. Xanh này có thể gọi là xanh Kawasaki nha quý anh chị ha. Đó, em xe này hiện tại Quang đang chào bán với mức giá rẻ hơn thị trường. Xe mới khoảng 700 triệu nha. Quý anh chị nào mà quan tâm cái xe này thì cũng sẽ biết cái giá của em xe này hiện tại đang có mức giá là hơn 2.2 tỷ. Nhưng mà em xe này thì tên tụi em Quang chào bán với mức giá là chỉ có 1.580 tỷ cho em xe này thôi. Odo 15.000 cây như quý chị nhìn thấy đây. Đấy, và trong video ngày hôm nay em Quang ra lọc cho quý anh chị em này 20 triệu. Quý anh chị nào mà quan tâm lên xem xe, ra lọc may mắn thêm cho quý anh chị nha. Bớt cho quý anh chị 20 triệu cho em xe này luôn. Đấy, Mini Cooper đây. Đấy, quý anh chị thấy chưa? Da viết đồ rất là đẹp ha. Đấy, đây, quý anh chị nhìn cần số nè. À, đã chưa? Màn hình, màn hiếc đồ này nọ ha. Đó, auto đèn, auto gạt mưa. Cửa sổ viền, không viền luôn. Dòng này là dòng 2+2 ha. Bản 3 cửa nha. Bản 3 cửa chúng ta chỉ có 2 cửa trước và một cái cốp đằng sau thôi. 2+2, 2 ghế sau là 2 ghế hỗ trợ nha quý anh chị. Đấy. Rồi, ok quý anh chị ơi, thì quay xuống lại đây là Mini Cooper bản 3 cửa nè, 2021 nè. Giá 1.580 và trong video ngày hôm nay em quan giảm cho quý anh chị 2 là mãi. Đó, 20 triệu cho em xe này. Quý anh chị nào mà quan tâm lên xem xe, ra lọc may mắn thêm cho quý anh chị nha. Là 1.580 còn 1.560 nha quý anh chị. Đấy, Mini Cooper. À, đẹp cho quý anh chị, màu xanh đen ha. Một em xe 7 chỗ giá rẻ. Đây quý anh chị à, Mitsubishi Expander số tự động AT2019. Đây, màu nâu đen. Đây, xe biển số vàng, quý anh chị là muốn về biển trắng thì về bình thường nha. Odo em này thì chỉ mới có 7-8 vạn gì thôi. Và giá Quang đang chào bán cũng khá là rẻ, chỉ hơn 450 một chút xíu thôi. Chính xác là 465 triệu cho em xe này. Và quý anh chị nào mà đang quan tâm cái xe này thì có thể liên hệ cho em Quang, sẽ có mức giá ưu đãi tốt nhất dành cho quý anh chị. Và đặc biệt là những anh em mà kinh doanh vận tải thì đừng nên bỏ qua món hàng ngon bỏ rẻ này ha. Mitsubishi Expander ở AT số tự động đã được chủ người ta lên ghế da nha quý anh chị. Đây số tự động ha. Đây có ga tự động luôn. Odo là 89.000 cây. À, hồi nãy em nói là 7-8 vạn đó. Rồi, trần thì cũng đã được chủ người ta bọc trần ni lông ha. Odo chuẩn nè. Đây hàng ghế nè quý anh chị nhìn nè, khá là đẹp ha. Đấy. Ok cho quý anh chị. À, quý anh chị nào mà đang quan tâm xe này thì có thể liên hệ với em Quang ha. Lớp lý đồ còn rất là mới nha. Em sẽ gửi full thông tin hình ảnh cho quý anh chị hết nha. Rồi thì quay xuống lại đây là Mitsubishi Expander AT 2019. Đấy, Odo là 89.000 cây và hiện tại đây để em Quang chào bán với mức giá 465 triệu cho em xe này ha. Tại sao phải bỏ ra hơn 800 triệu để mua một em Peugeot 2008 GT Line mà không đến ngay gặp em Quang để sở hữu ngay cho mình em Peugeot 2008 GT Line 2024 Odo 1.100 cây, cực kỳ mới luôn, nguyên siêu, nguyên zin hết luôn rồi nha quý anh chị. Đó, và giá qua đây chào bán em này chỉ có 735 triệu cho em xe này thôi. Tiết kiệm hẳn 100 triệu luôn quý anh chị ạ. À, tại sao không liên hệ với cho em Quang? Còn chừng chờ gì nữa, nhấc máy lên liên hệ với cho em Quang đi. Xe rất là đẹp nha, 1.100 cây nha quý anh chị. Bản GT Line nha. Đấy, 2024 luôn, màu đỏ khá là đẹp nha quý anh chị. À, đi một vòng cho quý anh chị xem luôn nha. 1.100 cây sơn zin đồ này nọ là 99.99% ha. Đấy. Rồi đây, bên trong nội thất đây khá là đẹp nha. Đó, ghế da, ghế chỉnh điện nè, da nắp ba rất là thích nè quý anh chị ơi. Driver mode nè, phanh tay điện tử nè. Phải công nhận là cái bộ nội thất của cái xe này Quang rất là thích nha, rất là đẹp luôn. Có ga tự động luôn, auto đèn, auto gạt mưa. Và màn hình thì là hai lớp luôn nha quý anh chị ha. Một lớp màn hình ở trong và một lớp màn hình ở trên nó hắt xuống nữa ha. Đấy, khá là ok. Đây, bây giờ sẽ di chuyển ra đằng sau cho quý anh chị xem nha. 1.100 cây. Đấy, rất là mới, rẻ hơn xe mới 100 triệu. Còn chừng chờ gì nữa, nhấc máy lên liên hệ với Trang Quang đi chứ, đúng không quý anh chị? Rồi, ok quý anh chị, xin nhắc lại, đây là Peugeot 2008 GT Line 2024 Odo 1.100 cây nha. Ăn dây mất 100 cây rồi. Ở cái bà làm bảy ăn dây mất 100 cây rồi. Đó, xe giá là 735 triệu nha. À, quý anh chị nào mà quan tâm, em Quang ra lọc cho quý anh chị em này 5 triệu là còn 730 triệu nha. Đó, quý anh chị nào mà thích lên xem xe, em Quang sẽ tặng quà ưu đãi hay là may mắn thêm gì đó cho quý anh chị ha. Tiết kiệm khoảng 500 triệu cho một em Toyota Land Cruiser Prado VX2 cầu nha quý anh chị ha. Sản xuất 2021 nha quý anh chị. Và giá em xe này em Quang đang chào bán với mức giá chỉ có 2.390 triệu thôi. Như vậy so với xe mới chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng 500 triệu ha.
và xe sẵn giao ngay, không cần phải chờ khoảng 3 cho tới 6 tháng như là đặt xe mới nha quý anh chị. Đây, màu trắng khá là đẹp luôn. Em xe này thì cũng đã được chủ người ta đi rất là kỹ nha, đi rất là ít, và quý chị nhìn thấy lớp liếc này nọ còn khá là đẹp đây, khá là mới nha. Đây, 7 chỗ gầm cao mái thoáng, sản xuất 2021 nha quý anh chị. Em này thì odo chỉ mới có 3 vạn thôi. Cửa là mở ngang nè quý anh chị ơi. Kính của chúng ta cũng có thể mở luôn, 7 chỗ nha. Đây, chúng ta có thể mở riêng tấm kính ở ngay đây luôn. Đấy, dễ chưa, ok chưa. Rồi, đây, bên hông đây, 3 đờ sóc liền lại hết. Xe rất là đẹp nha quý anh chị. Đấy, đây là vị trí ghế tài nha. Đây, vị trí ghế tài đây. Đi những cái dòng xe này thì em phải nói thật với anh chị là quá ngon, quá đã rồi. Odo thì chỉ mới có 33.000 cây thôi ha. Đấy, vậy nhìn nè, auto đèn, auto gạt mưa nè, màn hình nè, đấy, mọi thứ còn đầy đủ hết ha, không thiếu một cái gì nha. Đấy, quý anh chị chưa. Ông Quang vừa mở đèn cho quý anh chị ha. Có làm mát ghế, có sưởi ghế luôn nha. Túi khí thì quanh xe nha. Đây. Rồi, bây giờ Quang sẽ di chuyển ra hàng ghế sau. Cũng đã được chủ người ta lên một cái cảm biến áp suất lớn ngay trên này nữa ha quý anh chị. Máy xăng 2.7 nha. Máy này là máy chung với lại máy của Toyota Fortuner. Nhưng mà em này thì đã được tinh chỉnh lại, và cái mức độ tiêu hao nhiên liệu này thì hơi hao hơn Fortuner một chút xíu. Cái thứ nhất là do xác nó nặng, và cái thứ hai là đã được tinh chỉnh lại ha. Nhưng mà chạy rất là ngon và rất là sướng, bốc luôn quý anh chị à. Không còn một cái chỗ nào để chê ha. Đã được chủ người ta lên sàn luôn. Đấy, quý chị nhìn thấy ha. Rồi, chỉnh gió ở đằng sau luôn ha. Đây, quý chị nhìn thấy chỉnh gió đằng sau. Hiện tại thì hơi tối, quý chị thông cảm nha. Em Quang sẽ quay riêng một cái video em xe này cho quý anh chị xem ha. Rồi, ok quý anh chị, thì đây là Toyota Land Cruiser Prado bản VX 2021 nha. Giá là 2.390.000, odo là 33.000 cây nha. Đây, quý chị nào mà đã quan tâm thì có thể liên hệ cho em Quang nha. Và mình cũng có thể sở hữu em xe này về với gia đình của mình chỉ với mức giá khoảng lanh quanh 800-900 triệu thôi ha. Thì bằng cách nào, em Quang hỗ trợ băng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu hiện tại đang giảm xuống chỉ còn 7% cho tới 8% một năm thôi. Quý anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em Quang. Và cam kết với em điều là không bị nợ xấu nha. 63 tỉnh thành em Quang sẽ lo hết cho quý anh chị ha. Land Rover, Land Rover HSE 3.0 chưa bao giờ rẻ như lúc này luôn quý anh chị à. Form dáng khá là đẹp, to và bự nha. Sản xuất 2015 nha quý anh chị. Em này em Quang đang chào bán với mức giá chỉ có 2.550.000 cho em xe này thôi. Quá đẹp luôn ha quý anh chị. À, quá đã luôn. Đây, máy xăng 3.0 ha, bể bước thục thò luôn ha. Đấy, em Quang sẽ di chuyển một vòng cho quý anh chị xem ha. Xe thì khá là ok. Đó. Rồi, đây. Quý anh chị nhìn nè. Mâm nè. Có luôn cả camera 360, cảm biến trước sau, đèn bi. Bên dưới cái nắp capo này chúng ta sở hữu là có động cơ máy xăng 3.0. Đấy. Mọi thứ thì nhìn khá là ok ha. Có cảm biến lùi, có cam lùi nha, đã được chủ người ta dán một cái tem autobiography nha. Đây, cốp điện luôn. Đó, ở dưới cũng như vậy. Ở dưới thì là mình sẽ bấm ra và kéo xuống nha. Và khi mà mình bấm đóng lại thì mình chỉ bấm ở trên thôi. Thì cái ở dưới nó sẽ tự nó kéo vào nha quý anh chị ha. Đây, các bạn bấm lại. Đấy, nó sẽ tự kéo lại luôn nha quý anh chị. Đấy, rất là đã ha. Rồi, đây cho quý anh chị xem bên trong vị trí ghế chủ tịch đây. Đây, ghế da rất là đẹp nha. Em này thì odo chỉ mới có 62.000 mai thôi quý anh chị à. Cửa gió nè. Đấy, chúng ta có luôn cả chỉnh gió riêng hai vùng, 4 vùng độc lập đúng không quý anh chị. Và có luôn cả sửa ghế cho hai ghế sau nha. Và đặc biệt xe này được sở hữu âm thanh giải trí là Meridian nha. Bản này của chúng ta thì có luôn cả một cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha quý anh chị ha. Máy xăng 3.0. Ngoài ra được hãng người ta dán một cái chữ SV ở ngay đây nữa nè. Quý anh chị nào biết cái đó là cái gì để là phần bình luận cho em Quang ha. Camera 360 luôn. Vị trí ghế phụ đây. Đây là vị trí ghế phụ. Đấy, khá là đẹp. Ghế da cực kỳ đẹp luôn. Bệ tì tây nè. Số là dạng nút vặn nha. Đấy. 5 chế độ lái nha. Nâng hạ gầm đồ, đầy đủ hết luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển qua bên vị trí ghế tài cho quý anh chị xem vị trí ghế tài nha. Đây. Đấy, quá đã quý anh chị ạ. Quá đã. Có cả đèn viền nội thất bên dưới nè.
Đấy, sưởi vô lăng nè, ga tự động nè, lẫy số vô lăng. Đấy, công nghệ rất là nhiều. Cái này có chỉnh cái bởi bước à, cái này chỉnh bởi bước đó quý anh chị. Đấy, 5, 3, rất là đã. 4 củ rồi. Rồi, ok quý anh chị ơi, thì chắc là quay xin nhắc lại thông tin em xe này đi. Land Rover, Range Rover. À, cho quý anh chị xem cái phí đăng kiểm nữa. Đăng kiểm là tới tháng 6, 2025 nha, phí bảo trì đường bộ cũng như vậy nha. Rồi thì qua xin nhắn lại, đây là Land Rover, Range Rover HSE 3.0 2015, model 62.000 mai. Và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá chỉ có 2.550.000.000 thôi. Kia Carnival Signature máy dầu sản xuất 2022, model 25.000 cây, đã được chủ người ta lên hai cái đèn bi ha quý anh chị ha. Em xe này hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 1.299.000.000. Và trong video ngày hôm nay em quan ra lọc cho quý anh chị 9.000.000 là còn 1.290.000.000 nha. Quý anh chị nào mà quan tâm có thể nhấc máy lên liên hệ ngay cho em quay nha. Đây là một dòng xe cho quý anh chị xem ha. Xe thì khá là đẹp luôn, máy dầu 2022. Nước sơn là màu nâu đỏ nha quý anh chị, cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ hết nha. Đấy, 1299 hả, bớt 9 là còn 1290. Quý anh chị nào mà quan tâm nhấc máy liên hệ ngay. Odo em này chỉ mới có 24-25 ngàn thôi. Nội thất khá là đẹp nha, âm thanh giải trí là Bose. Ghế thì cực kỳ đẹp luôn nè. Đấy quý chị nhìn thấy nè, xe rất là ngon lành cành đào ha, 25.000 cây nha. Đấy thôi, cũng đã được chủ người ta để sẵn dây. Cái cam thì là người ta lấy lại, nhưng mà sẽ có dây sẵn ở đây để cho quý anh chị nào muốn lên cam hành trình thì mình cứ lên nha. Đây hàng ghế sau đây, rộng rãi thoải mái, cửa sổ trời trước sau đầy đủ hết nha. Bản này là bản Signature màu nâu, sơn si thì khá là đẹp nha quý anh chị ha. Rồi ok quý anh chị, thì quay xén lại, đây là Kia Carnival Signature máy dầu sản xuất 2022 màu nâu. Đấy, em này Odo 25.000 cây và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 1.299.000.000 và ra lọc cho quý anh chị 9.000.000 còn 1.290.000.000 cho em xe này nha. Kia Carnival Signature máy dầu 2023 quý anh chị ạ. Đây Odo 3 vạn và đang được em quan chào bán với mức giá 1.370.000.000 cho em xe này. Xe được sơn nước sơn màu trắng khá là đẹp nha quý anh chị. Đây, dòng MPV cỡ lớn thì đây cũng là một trong những cái tên mà quý anh chị nào mà đang quan tâm dòng MPV cỡ lớn thì không nên bỏ qua ha. Xe được sơ nước sơn màu trắng đây, lớp liếc đồ còn khá là mới nha. Odo 3 vạn nha quý anh chị, logo mới. Đấy, có dễ chưa? Máy dầu đã được chủ người ta lột cái chữ CRDI ra, nhìn cho cái xe nó sang hẳn hơn ha. À, nó sẽ tăng thêm mấy chục tỷ. Cái giá trị nhìn vào thì tăng hơn mấy chục tỷ, nhưng mà cái giá trị mua thì không tăng lên mấy chục tỷ nha quý anh chị. Rồi đây là bên trong khoang nội thất xe đây quý anh chị ơi. Tuy là 3 vạn nhưng mà chủ người ta đi rất là kỹ nha quý anh chị ha. Đây rất là đẹp luôn. Đó quý chị nhìn thấy nè, nội thất nè. Đấy, đây em quay sẽ mở đèn cho quý anh chị xem ha. Đây, mình mở cái đèn cả xe ở đâu nha. Đây, quý chị nhìn đây, khá là đẹp. Làm mát ghế, sửa ghế, sửa vô lăng đầy đủ ha. Odo là 39.000 cây ha, vẫn còn siêu nè quý anh chị ơi. Đây, vô lăng đây. Đây, đèn đuốc đồ này nọ quý anh chị nhìn nè. Đấy, khá là ok. Hàng ghế sau đây. Đấy, đã vô quý anh chị. 1.370.000.000 cho một em Kia Carnival Signature 2023. Và quý anh chị nào đang quan tâm cái xe này thì em quay xin nhắc lại một lần nữa là cái xe này em sẽ giảm giá cho quý anh chị 5.000.000 nha. Lên xem xe ra lọc may mắn thêm cho quý anh chị ha. Đây, quý anh chị nhìn thấy nè, khá là đẹp luôn, khá là ok luôn nha. Rồi 2023 máy dầu. Em ơi xin phép tắt đèn cái nha. Rồi em ơi xin nhắc lại thông tin xe này, Kia Carnival Signature máy dầu 2023 Odo 3 vạn và đang được em quan chào bán với mức giá là 1.370.000.000 cho em xe này nha. Kia Carnival Signature máy dầu 2022 Odo 34.000 cây nha quý anh chị, màu xanh Kawasaki rất là đẹp luôn. Em xe này hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá chưa tới 1.3 được quý anh chị ạ. Chính xác là 1.270.000.000 cho em xe này ha. Màu xanh khá là đẹp nha quý anh chị, chủ người ta đi rất là kỹ luôn. Cái xe này á, cái lúc mà em quay mua về á là được phủ full, dán full một cái bộ đề can hai lớp, bên trong là một lớp chrome, bên ngoài là một lớp BBF, khá là đẹp nha quý anh chị. Chủ người ta đi rất là kỹ mà khi em quay lột ra, em quay nói thật với anh chị là sơn si đồ này nọ rất là đẹp nha. Đây, hàng ghế sau đây, Kia Carnival Signature máy dầu, cửa sổ trước sau đàng hoàng đầy đủ hết nha. Đấy, hàng ghế trước đây,
Cái dòng mà những cái dòng Kia Carnival này á, thì em quay nói thật với quý anh chị là khi mà mình đi xa rất là thích luôn, ngồi rất là rộng rãi nha. Loa Bose đàng hoàng luôn nè quý anh chị ơi. Đây ghế, bên vị trí ghế tài nè. Đây những cái nút bấm nè, làm mát ghế, sửa ghế nè, công nghệ nè, sạc pin không dây nè. Đây quý chị nhìn thấy á. Đấy, Odo là 34.000 cây đàng hoàng ha. Đấy, quý chị thấy chưa? Ok chưa? Và có luôn cả phanh khẩn cấp nè, giữ làn đường, giữ khoảng cách với xe đằng trước luôn. Đấy. À, cảnh báo nè. À, quý chị thấy chưa? Ghi nhớ vị trí ghế lái cho bên tài lên tới hai vị trí luôn ha. Rồi, ok quý anh chị, thì qua xíu lại đây là Kia Carnival Signature máy dầu 2022. Đấy, Odo 34.000 cây nha, phải 33.000 cây. Và đang được em Quang chào bán với mức giá là 1.270.000.000 cho em xe này nha. Đấy, logo mới luôn, dán cờ Pháp đàng hoàng ha quý anh chị. Kia Carnival Signature máy xăng V6 3.5 quý anh chị à. Đi rất là sướng và rất là thích. Quý chị nghe V6 3.5 thôi, nhưng mà về cái mức độ tiêu hao nhiên liệu em này thì chỉ ngang ngửa với lại Toyota Fortuner máy xăng 2.7 thôi. Đi rất là ok, khoảng lanh quanh 10 lít 11 lít 100 cây thôi nha quý anh chị ha. Kia Carnival Signature máy xăng 2022. Em xe này á, thời điểm cách đây 1 năm trước giá phải dao động đâu đó khoảng hơn 1.6 tỷ. Nhưng mà bây giờ em Quang bán chỉ còn có 1.380.000.000 cho em xe này thôi quý anh chị ơi. Odo em này thì chỉ mới có 3 vạn thôi quý anh chị à. Đấy, chỗ người ta đi cũng khá là ít và xe rất là đẹp nha quý anh chị. À, quý chị thấy chưa? Ok chưa? Chủ người ta lên đời nha, chủ người ta làm ăn được, ta lên đời quý anh chị à. Người ta lên con Valorant nha quý anh chị. Đấy, khá là ok. Bởi vì chủ này người ta cũng là dân kinh doanh, nên là người ta muốn một cái xe nó ngon nghẻ hơn. Thì quý anh chị nào mà theo dõi Quang Lo sẽ biết là Quang có một em Valorant và chủ người ta đổi xe đó nha. Đây, bên trong nội thất ghế tài đây. Ghế tài khá là đẹp nha, ghế chỉnh điện nè, vô lăng nè, đấy, công nghệ đồ đầy đủ hết luôn. Odo 35.000 cây, âm thanh giải trí là Bose. Đây, mọi thứ còn khá là đẹp nha, bệ tì tay nè quý anh chị à. Đây, cửa sổ trời trước sau đầy đủ hết nha. Đây là ghế tài nha. Đấy, còn đây là hàng ghế sau. Ghế sau của quý anh chị đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây, sẽ mở cái đèn cho quý anh chị xem nha. À không được rồi, mình phải đề máy lên mới mở đèn được ha. Riêng cái hàng ghế sau của Sedona và Carnival, quý anh chị phải mở cái chức năng auto mở cửa lên đèn thì mình mới mở được cái đèn ở đằng sau nha quý anh chị ha. Thì đây là một trong những cái tính năng an toàn để cho những cái người ngồi đằng sau người ta quên bấm tắt đèn ha quý anh chị. Rồi thì ok, quay nhắc lại, đây là Kia Carnival Signature máy xăng V6 3.5 2022 Odo 3 vạn, và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá 1.380.000.000 nha. Đấy, quý chị nào mà quan tâm liên hệ ngay cho em Quang nha. Quý anh chị nào đang tìm ngay cho mình một em Kia Sedona giá loanh quanh 700 thì đây là một trong những em xe quý chị đáng sở hữu. Kia Sedona V6 3.3 máy xăng sản xuất 2019 Odo 6 vạn và đang được em Quang chào bán với mức giá là 745.000.000 cho em xe này nha quý anh chị ha. Hiện tại em xe này đang được em Quang chào bán với mức giá rẻ hơn thị trường khoảng 50.000.000 nha quý anh chị. À, quý anh chị nào mà quan tâm xe này thì nhấc máy liên hệ ngay cho em Quang, sẽ gửi full thông tin chi tiết hình ảnh cho quý anh chị ha. Đấy, xe em Quang sẽ cam kết cho quý anh chị là không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước, không thủy kích, động cơ hộp số nguyên zin. Đấy, quý anh chị nào mà ưng thì có thể lên xem xe ha. Xe được sơn nước sơn màu nâu khá là đẹp nha quý anh chị. Bên trong nội thất vị trí ghế tài đây quý anh chị ơi. Đây, quý anh chị nhìn nè, ghế rất là đẹp ha. Vô lăng đây, ga tự động nè quý anh chị ơi. Odo 66.000 cây ha, mọi thứ đồ vẫn đầy đủ hết nha. Đây là hàng ghế sau đây. Đấy, khá là ok luôn nha quý anh chị. Có cửa sổ trời luôn nha. Đấy, ghi nhớ vị trí ghế lái nè, băng ghế sau nè. Ghế khá là ok, khá là đẹp luôn. Đây, 745.000.000 cho em xe này. Cửa sổ trước và cửa sổ sau của chúng ta cũng có cả rèm che nắng nha quý anh chị. Rồi ok quý anh chị, thì em quay xe nhắn lại, đây là Kia Sedona máy xăng V6 3.3 2019 nha. Đấy, Odo 6 vạn đã được chủ người ta lên camera 360 và đang được em Quang chào bán với mức giá là 745.000.000 cho em xe này. Quý anh chị vô ngồi những cái ghế máy xa ở trong trung tâm thương mại á, là quý anh chị phải tốn đâu đó là khoảng 10.000 cho tới 20.000 cho 10-15 phút nha quý anh chị. Nhưng quý anh chị mua em xe này, quý anh chị sẽ không cần phải tốn 10 cho tới 20.000 cho những cái ghế máy xa đó nữa. Bởi vì đây là Kia Sedona
máy dầu bản Signature 2021 nha quý anh chị ha. Và giá quan đang chào bán chưa tới 1 tỷ luôn quý anh chị. Tại sao gọi là bản Signature mà không phải là gọi là dầu full? Bởi vì đây là lô xe đặc biệt được sản xuất cuối 2020 và trong năm 2021 thì chị mới có phiên bản Signature này thôi. Thì cái Signature này nó khác với cái bản thường, đó chính là chỗ nào quý anh chị? Đó chính là ở bên trong hàng ghế sau. Đặc biệt đó chính là hai cái hàng ghế giữa này. Nó sẽ có ghế máy xa cho quý anh chị ha. Đây, quý anh chị có thể nhìn thấy ngay đây nè. Đấy, ghế máy xa đàng hoàng ha. Đây quay sẽ mở đèn cho quý anh chị xem. Đây làm mát ghế, sửa ghế nè. Sạc pin không dây đầy đủ hết nè. Đó quý chị nhìn thấy ha. Đây, và ghế thì đây là ghế limousine nha quý anh chị. Nên là em quay nói rồi, quý anh chị ngồi trong xe mình sử dụng ghế máy xa của mình thôi. Cần gì mình phải đi vào trong trung tâm thương mại để sử dụng những cái ghế máy xa trong đó đúng không? Đấy, nhưng mà nói gì nói, giá tiền thì mình đi trong kia, cái ghế kia nó sẽ máy xa nhiều hơn. Còn cái ghế này, ở trên cái xe này nó chỉ máy xa là máy xa lưng thôi. Nó cũng không máy xa bóp chân, bóp tay như là ở trong những cái trung tâm thương mại đâu. Em quan đồ với quý anh chị một chút xíu cho quý anh chị vui thôi ha. Rồi đây, cho quý anh chị xem vị trí ghế tài. Đây, vị trí ghế tài đây. Cực kỳ đẹp nha. Odo em này là 57.000 cây nha quý anh chị. Đấy, xe thì hiện tại là đang đánh lái qua bên trái một chút xíu. Chứ em quay sẽ chỉnh lại sau ha. Đây, 57.000 cây. Đấy, nút đề startup, màn hình Bluetooth đầy đủ hết ha. Sạc pin không dây nè quý anh chị ơi. Ghế da là cực kỳ đẹp nha. Đó, ghế da hai màu chuẩn zin luôn. Và cái điểm mà đặc biệt để cho quý anh chị có thể phân biệt được với lại những cái dòng mà dầu full hay là dầu thiếu, đó chính là ta sẽ có cái phần viền chrome màu xanh ở ngay đây. Đấy, tất cả luôn, tất cả cái cửa và ghế da nó sẽ là ghế da hai màu nha. Đấy, khá là ok nha. Bản này của chúng ta thì vẫn có luôn cả cửa sổ trời nha quý anh chị ha. Xe được sở hữu nước sơn màu đen nha. Rồi đây, Kia Sedona phiên bản Signature 2021, Odo 57.000 cây và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá 995 triệu cho em xe này. Và đặc biệt một cái là quý anh chị chỉ cần mang theo cho em quan khoảng đâu đó là 400 triệu, 450 thôi là có thể mang được em xe này về với gia đình của mình ha. Thì em quan hỗ trợ băng cho quý anh chị lên tới 70% trong 5 năm. Ưu đãi lãi suất năm đầu là hiện tại là đang giảm xuống chỉ còn có đâu đó là khoảng 7% cho tới 8% cho năm đầu nha quý anh chị ha. Đấy thì quý anh chị nào mà đã quan tâm thì nhấc máy lên liên hệ ngay cho em quan nha. Kia Sedona Signature máy dầu 2021 nha quý anh chị. Kia Seltos 1.4 Premium 2021 nha quý anh chị. Odo chỉ mới có 30.000 cây thôi quý anh chị à. 1.4 Premium luôn. Và giá thì rất bất ngờ, chỉ hơn 600 thôi. Chính xác là 610 triệu cho em xe này. Và quý anh chị nào mà đang xem video này, em quay sẽ ra lọc cho quý anh chị 5 triệu nha. Là chỉ còn có 605 triệu cho em xe này thôi. Màu đỏ khá là đẹp nha quý anh chị, 2021 nha. Đó, xe nữ đi nhưng mà chồng giữ kỹ nha quý anh chị ha. Chứ nữ là nữ không có giữ kỹ đâu, chồng giữ kỹ nha. Đấy, quý anh chị nhìn nè. Đây, logo là đính kim cương đàng hoàng nè. Ga tự động nè. Đó, auto đèn 30.000 cây. Đấy, màn hình Bluetooth đồ này đó đầy đủ hết luôn. Có làm mát ghế luôn nha quý anh chị. Driver Jackson đầy đủ hết nha. Đó, quý anh chị thấy chưa? Xe rất là đẹp luôn. Đấy, 1.4 Premium nha. Em này là một trong những em xe CUV. Đấy, cao ráo, thoải mái, 5 chỗ đến từ nhà Kia và giá rất là rẻ. Mua mới em này giá phải đâu đó khoảng gần 800. Mà bây giờ em quay em bán chỉ còn có 610 triệu thôi quý anh chị à. À quý chị thấy chưa? Kia Seltos 1.4 phiên bản Premium 2021, Odo 30.000 cây, giá 610 triệu, bớt cho quý anh chị 5 triệu là còn 605 triệu cho em xe này nha. Tại sao quý anh chị phải bỏ một cái số tiền khoảng 300 cho tới 400 triệu ra để mua một em i10 Morning mà trong khi đó không quan tâm thử cái xe này của em quan? Số tự động luôn nha quý anh chị. Kia Soluto phiên bản Deluxe sản xuất 2020, số tự động, Odo 29.000 cây, màu trắng khá là đẹp nha quý anh chị. Em xe này hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá chỉ hơn 300 một chút xíu thôi. Chính xác là 335 triệu cho em xe này nha. Và đây cũng là một trong những em xe hàng hot nha quý anh chị. Quý anh chị nào mà quan tâm có thể lên xem xe nha. Xe thì máy là máy chấm 4. Và em xe này thì chắc cũng là nằm ở trong phân khúc B. Đấy, ghế da đây. Ở quý chị thấy chưa? Rất là đẹp nha. Đây, tắp bi, tắp biết đồ này nọ, chủ người ta đi rất là kỹ luôn. Và cái xe này thì là em quay mua nên là em quay cũng biết nguồn gốc. Gốc chủ xe này người ta là làm bên quân đội quý anh chị. Đấy, nên là người ta đi thì cũng rất là ít đi, đi gia đình thôi chứ không phải là kinh doanh vận tải hay gì. Đấy, xe quý anh chị nhìn là mọi thứ còn khá là đẹp nha.
Đây quý chị thấy chưa? Ok chưa? Đẹp chưa? Đó, trần 5D luôn. Đấy. Dán cái trần 5D đó vô á, thì có thể là mất cái trần zin, nhưng mà đổi lại khi mà quý anh chị đi vào những cái trời nắng á, nó sẽ giúp cho cái xe của chúng ta đỡ nóng hơn khi mà mình đậu ở ngoài trời quý anh chị ạ. À. Rồi, ok quý anh chị, thì quay xin nhắc lại đây là Kia Soluto 1.4 Deluxe 2020 335 triệu cho em xe này. Ở Odo 29.000 cây nha. Quý anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ cho em Quang gửi full thông tin chi tiết hình ảnh cho quý anh chị nha. Số điện thoại mà sẽ để bên góc bên phải ở trên nha. Xin chị bên trái ở trên nha. Kia Sorento Signature nhưng mà lại không có hàng quý anh chị à. Quý anh chị nghe không nhầm đâu. Quý anh chị nào mà đoán ra đây là phiên bản HEV thì chính xác rồi ha. Đây là bản Kia Sorento Signature HEV sản xuất 2022. Odo chỉ mới có 1 vạn và đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 220 triệu cho em xe này. Và những quý anh chị nào mà đã quan tâm cái dòng xe này thì cũng sẽ biết là hiện tại cái dòng Signature này đang không có hàng giao nha. Đang có HEV nhưng mà lại là HEV bản Premium chứ không phải là Signature nha quý anh chị ha. Rồi đây là một dòng xe vừa cho quý anh chị xem ha. Xe chủ người ta đi rất là đẹp, Odo chỉ mới có 1 vạn thôi quý anh chị ạ. Đấy, quý anh chị thấy chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Đây, bên trong nội thất đây. Xe này thì đi rất là ngon. Đặc biệt một cái là mỗi lần mà đề máy á, rất là êm quý anh chị ạ. Bởi vì khi mà mình đề máy lên á, là sẽ sử dụng điện ha. Đây, quý anh chị nhìn nè. Xe nè, quá đã, nội thất cực kỳ đẹp luôn. Cũng có 7 chế độ lái như bình thường luôn. Y chang như là máy dầu với lại những cái xe khác vậy quý anh chị ạ. Những cái bản Signature khác vậy á. Chỉ bị cái là nó là xăng điện thôi. Đấy, sao như vậy là được sở hữu là xăng điện thôi chứ mày bị cái nha. Em quay nhầm. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh luôn nè quý anh chị ạ. Đấy, quý anh chị thấy chưa? Đã chưa? Đèn đuốc đồ này nọ nè. Ghi nhớ vị trí ghế lái nè, 13.000 cây. Công nghệ là miên man luôn ha. Hàng ghế sau đây. Rộng rãi thoải mái nha quý anh chị. Đấy, 7 chỗ luôn. Đấy, xăng điện. Cái xăng điện này nó hay cái là khi mà quý anh chị chạy dưới dòng tua bao nhiêu hay là mình chạy dưới tốc độ bao nhiêu nó sẽ chạy điện ha. Và khi mà mình chạy qua nó sẽ chạy xăng, hoặc là mình đứng im cái bình nó gần hết thì xăng nó sẽ tự nạp lại ha. Đấy, nó rất là hay ha. Nó sẽ là đề máy lên và nạp lại bình ha. Và đặc biệt ở đây cửa sổ nó được chủ người ta dán đen thì nhìn nó rất là hầm hố và nhìn nó rất là cứng cáp nha quý anh chị. Rồi, ok quý anh chị, thì em quay xe lại. Đây là Kia Sorento Signature xăng điện 2022 Odo 13.000 cây và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 220 triệu cho em xe này nha. Kia Sorento Signature máy dầu bản 6 ghế sản xuất 2022 logo cũ. Odo em này là 40.000 cây, 4 vạn và hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá khá hợp lý 1 tỷ 018 triệu cho em xe này. Và quý anh chị nào mà đang quan tâm cái xe này thì có thể nhấc máy liên hệ ngay cho em Quang. À, quý chị nào đang xem video này, quay sẽ ra lọc cho quý anh chị 8 triệu là còn 1 tỷ 010 triệu nha. Một em xe khá là đẹp nha, Kia Sorento Signature máy dầu bản 6 ghế nha. Hiện tại trên thị trường thì cũng có khá là nhiều, nhưng quan trọng là về cái chiếc xe thôi quý anh chị ạ. Âm thanh giải trí lap boost, đấy, công nghệ khá là nhiều luôn. Đây, sàn 5D nè, đấy, ghế viết đồ này nọ là bao đẹp hết cho quý anh chị ha. Đây, Odo đây, 46.000 cây ha, có hút kính luôn. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha quý anh chị. Đây, bản 6 ghế thì chính dụ của chúng ta sẽ là một cái lối đi nha. Đây, hàng ghế sau đây. Đây, quý anh chị ơi, có cả rèm che nắng luôn nha quý anh chị. Đây, hàng ghế sau. À, hơi tối quý vị thông cảm nha. Đây, cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha. Rồi, ok quý anh chị, thì qua sẽ nhắn lại. Đây là Kia Sorento Signature máy dầu bản 6 ghế 2022. Đây được em Quang chào bán với mức giá là 1 tỷ 018 triệu cho em xe này. Và trong video ngày nay em Quang giảm cho quý anh chị 8 triệu là còn 1 tỷ 010 triệu nha quý anh chị ha. Hyundai Elantra 1.6 Turbo sản xuất 2020 Odo 60.000 cây. Em xe này hiện tại đang được em Quang chào bán với mức giá là 565 triệu nha quý anh chị. Và trong video ngày nay em Quang giảm cho quý anh chị. Cái này riêng đặc biệt với lại những quý anh chị nào mà đang xem video này nha. Giảm cho quý anh chị lên tới 10 triệu luôn. Là còn 555 triệu cho em xe này thôi. Đấy, Elantra 1.6 Turbo ở bản full kịch nha. Có cửa sổ chờ luôn nha quý anh chị. Rộng rãi nè, thoải mái nè. Công nghệ nhiều nè. Có ga tự động nè. Đấy, auto đèn, auto gạt mưa, Odo 61.000 cây. Đây, driver mode nè. Ghế là ghế da đen và đường chia đỏ có chữ Sport nha quý anh chị.
sàn nhựa nè. À, sàn đó là sàn gì? Sàn sàn nhựa đúng không quý anh chị? Rồi, đây là xe dòng phân khúc C nên là hàng ghế sau cũng khá là rộng rãi nha. Và đặc biệt đó chính là có luôn cả cửa gió sâu nha quý anh chị ha. Rồi, đây. Rất là đẹp luôn quý anh chị ạ. Hyundai Elantra 1.6 Turbo sản xuất 2020. Đấy, Euro 60.000 cây và giá em quan đang chào bán là 565. Và trong video ngày hôm nay em quan giảm cho quý anh chị 10 triệu là còn 555 triệu cho em xe này nha. Quý anh chị nào mà quan tâm thì cứ liên hệ ngay cho em quan nha. Hyundai Santa Fe siêu mới luôn quý anh chị, 7.000 cây sản xuất 2022 phiên bản Premium máy xăng Santa Fe. Và giá em quan đang chào bán em xe này chưa tới tỷ mốt quý anh chị à, 1.085 triệu cho em xe này. Và nếu quý chị nào mà đang quan tâm xe này, trong video ngày hôm nay em sẽ gia lộc cho quý anh chị 5 triệu là còn 1.080 triệu cho em xe này nha. Đã được chủ người ta dán phim cách nhiệt 3M nè. Nói chung nói về Santa Fe với Sorento thì công nghệ khá là nhiều. Và em Santa Fe này thì cũng như vậy, công nghệ rất là nhiều nha quý anh chị ha. Nó nếu như mà so với máy dầu thì cũng không thua kém gì máy dầu. Chúng ta chỉ thua đó chính là mỗi cái là máy dầu và nó chỉ có 4 chế độ lái thôi. Máy dầu của chúng ta thì sẽ là 7 chế độ lái nha. Nhưng mà em này 7.000 cây, quý chị nhìn đi, còn siêu luôn, rất là đẹp ha. Ghế nè, đây, có luôn cả tính năng an toàn nè. Đấy, và đặc biệt nha, em quay rất là thích cái này. Âm thanh giải trí loa Hamakaron nghe rất là hay nha quý anh chị. 7.600 cây, màn hình còn siêu ha. Đây, 4 chế độ lái, làm mát ghế, sửa vô lăng đầy đủ hết. Sạc pin không dây nha quý anh chị ha. Cửa sổ trời panorama toàn cảnh luôn. Giá chưa tới tỷ mốt. Quý chị còn chân chơi gì nữa, nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang đi chứ. Đúng không? Xe mới giá phải tỷ tư mà bây giờ bán còn có 1.085 triệu. À, quý chị nhìn thấy ha. Rẻ chưa? Chưa bao giờ rẻ như lúc này luôn quý anh chị à. Quá đã luôn ha. Sàn 5D nè, 4 lớp siêu mới nè. Zin theo xe đàng hoàng ha. 1.085 nha. Đó, Premium 22, 7.000 cây nha. Em này đang được em Quang chào bán mức giá là 1.085. Và em Quang xin nhắc lại một lần nữa là giảm cho quý anh chị 5 triệu là còn 1.080 triệu cho em xe này nha. Santa Fe máy xăng bản Premium 2022. Đấy, khá là ok ha. Nhấc máy lên liên hệ ngay cho em Quang nha. Ngày xưa giá 1 tỷ, bây giờ giá chỉ còn hơn 700 một chút xíu thôi. Hyundai Tucson phiên bản 2.0 đặc biệt 2020 form mới cực kỳ đẹp Odo. Chỉ có 17.000 cây thôi, chủ người ta đi rất là kỹ nha quý anh chị. 4 lớp là mới toanh luôn quý anh chị ơi. Đấy, quý vị thấy chưa, Odo 17.000 cây nè. Đây, xe màu đen khá là đẹp nha. Xe này á, em quen lấy từ nhà chủ về rửa nước lã lên showroom. À, đó, quý chị nhìn là ba là sốc liền lạc luôn. Đây, lớp liếc rồi còn khá là mới nè, màu đen nè. Đấy, không có một vết xước luôn nha quý anh chị ha. Đấy, chủ người ta đi rất là kỹ ha, dán phim 3M nè, 4 lớp mới toanh luôn. Đấy, 17.000 cây mà thì quý chị cũng biết rồi. Cảm biến lùi, cam lùi đầy đủ hết nè. Đấy, dễ chưa, máy xăng 2.0 đặc biệt nha. Đây, cho quý anh chị xem bên trong nội thất nè. Nội thất đây. Đây, ga tự động nè. Auto đèn nè, 17.000 cây nè. Đó. Đây. Phần bệ ti tay đây, phanh tay điện tử driver mode hỗ trợ độ dốc đầy đủ luôn nha quý anh chị, và đặc biệt là có cả sạc pin không dây ha. Ghế da bên tài nè, quý chị nhìn cái ghế thôi là biết ha, chưa bọc lại nha. Zin, zin từ A tới Z hết, cực kỳ đẹp nha. À, quý chị thấy chưa, hàng ghế sau đây, hàng ghế sau đây thoải mái luôn. Đó, cửa sổ trời panorama toàn cảnh nha. Rồi, ok quý anh chị, thì quay xin nhắc lại đây là Hyundai Tucson 2.0 đặc biệt 2020 ở Odo 17.000 cây. Và hiện tại đây đội em Quang chào bán mức giá 710 triệu cho em xe này nha quý anh chị. Rồi, ok quý anh chị ơi, thì em Quang xin cảm ơn quý anh chị đã quan tâm và theo dõi hết cái video ngày hôm nay nha. Nếu quý anh chị thấy video này hay cho Quang xin một like, một share, một lượt đăng ký và nhớ nhấn một nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của em Quang nha. Kính chúc quý anh chị xem video vui vẻ, an lành bên gia đình và thật là nhiều sức khỏe nha. Nếu như quan tâm xe nào, nhấc máy liên hệ cho em Quang. Rồi, hẹn gặp lại quý chị video tiếp theo nha. Bye bye.